Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Lưu Khải Uy hợp tác với ai thì lại thành đối thủ của Dương Mịch, Lê Dịnh, Đường Yên cũng không ngoại lệ. Sự nghiệp của Lưu Khải Uy phát triển cực thịnh trong khoảng thời gian gắn bó với Dương Mịch. Đồng thời anh ấy cũng có cơ hội hợp tác với nhiều sao nữ nổi tiếng. Nhưng có một điều khá thú vị mà Carol thấy được, đó là Lưu Khải Uy cứ hợp tác với sao nữ nào thì người đó gần như đều có khả năng trở thành kẻ thù của Dương Mịch. Dịnh Nhi, khoảng thời điểm Dịnh Nhi hợp tác với Lưu Khải Uy trong hai bộ phim Thiên Sơn Mộ Tuyết và Họa Bì thì bên nam đang hẹn hò với Dương Mịch rồi. Tuy nhiên, Lưu Khải Uy và Dịnh Nhi vẫn bị đồn thổi chuyện tình cảm, thậm chí còn bị bóc ra cùng vào khách sạn, buộc Dương Mịch phải đến trường quay canh người yêu. Về sau này, Dịnh Nhi còn là người công khai chuyện Dương Mịch đang mang thai, dù chính chủ vẫn chưa lên tiếng. Điều này đã khiến Dương Mịch tức giận và dằn mặt Dịnh Nhi, còn khẳng định giữa hai người không có mối quan hệ thân thiết gì. Triệu Lệ Dịnh. Carol thấy việc Triệu Lệ Dịnh từng tế fan Dương Mịch vào năm 2011 vì nhận nhầm cô thành idol của họ chưa đến mức châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai nàng mỹ nhân này đâu. Khi Triệu Lệ Dịnh và Lưu Khải Uy đóng chung trong Bí Mật Của Người Vợ năm 2014 thì cô ấy cũng chưa nội đình nội đám như bây giờ. Tuy nhiên sau thành công của Hoa Thiên Cốt thì Triệu Lệ Dịnh càng lúc càng hot, con đường phát triển của cô ấy rất giống với Dương Mịch nên họ có sự cạnh tranh, dần dần hai người thành đối thủ không đội trời chung, e rằng không thể hòa giải được đâu. Trịnh Sảng, người đàn ông bắt được cầu vồng và tịch mịch không đình xuân dục vạn là hai bộ phim mà Trịnh Sảng và Lưu Khải Uy từng đóng chung. Thời điểm nên duyên với Lưu Khải Uy, Trịnh Sảng còn đóng cụ kiếm khi đàm, chỉ vì hâm mộ Dương Mịch. Nhưng trong một lần phỏng vấn chung với Dương Mịch thì Trịnh Sảng đã thừa nhận chuyện tút tát, còn quay sang nhìn đàn chị với ánh mắt khó hiểu. Mà chính Dương Mịch còn bị nghi ngờ là Trịnh sửa nhưng cứ nhận mình đẹp tự nhiên. Thế là từ đó cả hai nữ diễn viên nổi tiếng này không còn tương tác gì với nhau nữa. Đường Yên. Đường Yên từng được coi là bạn thân nhất của Dương Mịch trong làng giải trí. Không chỉ vậy, Đường Yên cũng giữ mối quan hệ khá tốt đẹp với Lưu Khải Uy và họ còn từng hợp tác trong Thiên Kim Nữ Tạc nữa. Nhưng sau bộ phim này thì tình bạn của Đường Yên với Dương Mịch cũng dần rạn nứt. Carol nghe nói là do những cạnh tranh trong công việc khiến họ thành ra như vậy. Đường Yên, Dương Mịch được cho là đã cạch mặt nhau trong suốt 6 năm trời. Ngay cả khi đứng chung sân khấu thì họ vẫn luôn cố gắng đứng cách xa nhau hết mức có thể. Vương Âu. Trường hợp của Vương Âu rất giống Dịnh Nhi nhưng lại gây ồn ào hơn nhiều. Vương Âu có màn hợp tác ăn ý với Lưu Khải Uy trong hai bộ phim là Cha Mẹ Cuối Tuần và Mạng Hoang Ký. Chỉ có điều vào cuối năm 2016, Vương Âu bị tố cùng Lưu Khải Uy đọc kịch bản đêm khuya. Vụ việc này gây chấn động showbiz lúc đó, Dương Mịch đã lên tiếng thể hiện sự tin tưởng chồng. Dù chuyện Vương Âu và Lưu Khải Uy có thật sự qua lại với nhau hay không thì Vương Âu cũng đã đắc tội Dương Mịch, họ từ đồng nghiệp bình thường trở thành kẻ thù luôn. Các bạn nghe xong có thấy bất ngờ không? Chính mình cũng không ngờ được Lưu Khải Uy lại vướng vào lời nguyền như thế này đấy. Đường Yên và Triệu Lệ Dịnh thành đối thủ trong sự nghiệp của Dương Mịch, trong khi Dịnh Nhi, Vương Âu lại là những tình địch cũ không thể bỏ qua được. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.